Với những người mà mới bắt đầu sử dụng retinol thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng mà nó giảm bớt những cái kích ứng cho da? Nhưng biết rằng là ngày nay rất là nhiều người nghe đến là retinol có thể giải quyết nhiều vấn đề trên da, chẳng hạn như mụn ẩn, thâm mụn, rồi giảm những cái dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn ở trên da. Một số đang bị nám thì cũng tìm đến retinol để sử dụng, mong muốn rằng là cái nám của mình nó cải thiện. Tuy nhiên thì retinol các bạn biết rằng là khi mà chúng ta sử dụng á, nó sẽ gặp nhiều những cái kích ứng, nổi mụn nước hoặc là làm cho da chúng ta bị nóng, bị rát hay đỏ. Thì trong video này Mỹ Uyên sẽ chia sẻ đến tất cả chị em chúng ta 9 cái lưu ý cho những người mới bắt đầu sử dụng retinol. Và Duyên biết nếu mà bạn tìm đến cái video này thì bạn cũng đang mong muốn tìm cái cách nào đó mà sử dụng để nó giảm bớt những cái rủi ro, giảm bớt những cái kích ứng cho da, thì bạn nhớ xem hết video này. Trước khi mà Duyên chia sẻ 9 cái lưu ý cho các bạn mới bắt đầu sử dụng retinol thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cái tác dụng của retinol như thế nào đối với từng cái vấn đề da của chúng ta. Cái lợi ích đầu tiên mà retinol nó có thể mang lại đó là nó cải thiện những cái dấu hiệu lão hóa trên da. Thường thì cái da của chúng ta bị lão hóa hoặc là bị các cái nếp nhăn á, thì nó sẽ do cái lượng collagen nó bị mất đi, nó bị phá hủy hoặc là nó sẽ thiếu hụt ở trên da. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng retinol thì nó sẽ kích thích những cái sợi collagen mới hình thành, thay thế cho những sợi collagen cũ, và lúc này cải thiện những cái vấn đề về lão hóa trên da của chị em phụ nữ. Thứ hai nữa là nó sẽ tăng cái dự trữ collagen ở dưới da, và chính vì cái lý do này cho nên nó cũng giúp hỗ trợ cái vấn đề là chống lão hóa cho da của chúng ta. Một cái lợi ích nữa mà retinol nó có thể mang lại đó là gì? Nó sẽ giúp cho da của chị em trở nên ẩm mượt hơn, căng mọng hơn. Bởi vì như trước đây á, Mỹ Duyên chưa sử dụng retinol thì Duyên thấy rằng là ở trên làn da của mình nó không được bóng giống như bây giờ. Mỹ Duyên cũng đã sử dụng retinol cũng đã 2 năm rồi thì Duyên thấy có một điều rằng là da mình nó lúc nào nó cũng mịn màng, nó ẩm mượt hơn. Tuy nhiên thì giai đoạn đầu á, với một số người mà có một làn da dễ kích ứng á, thì bạn tìm hiểu kỹ trước khi mà mình sử dụng thì thứ nhất nó giảm thiểu những kích ứng. Đến lúc da mình quen rồi thì bạn không có phải lo rằng là da mình nó sẽ kích ứng hay nó như thế này như thế kia. Nên là bạn nhớ rằng là theo dõi hết cái video để mà bạn áp dụng để da mình nó sẽ giảm những cái kích ứng cho da mình nhé. Một cái lợi ích nữa mà retinol nó mang lại đó là nó điều trị được mụn trứng cá. Các bạn biết rằng là với cái mụn trứng cá thì ban đầu nó xuất phát từ mụn ẩn, mụn đầu đi, và cái nhân mụn trứng cá nó hình thành là do tế bào chết, bã nhờn, bụi bẩn ở môi trường bám vào da, và ba cái yếu tố này nó sẽ hình thành nên cái nhân mụn trứng cá ở dưới da. Retinol nó sẽ thúc đẩy luân chuyển tế bào nhanh, và lúc này nó sẽ giúp cho cái lỗ chân lông được thông thoáng, nó sẽ kiểm soát bớt những cái bã nhờn dư thừa trên da, tránh hiện tượng tắc nghẽn xảy ra liên tục trên da. Và đây cũng là một trong những cái mấu chốt mà nó giải quyết cái tình trạng mụn trứng cá cho da. Vì vậy cái lợi ích của retinol nó sẽ hỗ trợ điều trị mụn rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì với những bạn mà mụn mủ hoặc là mụn viêm thì bạn nên tham khảo cái hoạt chất đó là tretinoin. Bởi vì tretinoin là một trong những cái hoạt chất vàng được đánh giá rất là cao trong cái vấn đề là điều trị mụn trứng cá. Retinol nó nhẹ hơn, tretinoin thì nó sẽ nặng gấp 20 lần so với retinol. Vì vậy cho nên với những bạn nào mụn mủ, mụn viêm thì chúng ta nên tham khảo, có thể đi thăm khám bác sĩ hoặc là chúng ta có thể mua các cái hoạt chất mà mạnh hơn để chúng ta về chúng ta bôi thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Cái lợi ích tiếp theo mà retinol mang lại đó là nó giúp cho làn da của chúng ta được trắng sáng. Bởi vì là khi mà chúng ta bước qua một cái lứa tuổi nào đó thì làn da chị em bắt đầu xỉn màu, hoặc là một số người thì đáy mụn xong sau đó nó để lại thâm. Vì vậy cho nên khi mà sử dụng retinol thì nó sẽ thúc đẩy tăng sinh những cái tế bào mới, sau đó nó sẽ loại bỏ những cái tế bào mà mang sắc tố, và lúc này nó sẽ giúp cho da của chị em trở nên sáng và mịn màng hơn. Và ngay sau đây thì Duyên sẽ chia sẻ 9 cái lưu ý cho những người mới bắt đầu sử dụng retinol. Cái đầu tiên á là cái liều lượng sử dụng. Với bạn mới sử dụng thì cái liều lượng ban đầu bạn nên lấy ra một cái lượng rất nhỏ
và sau đó là gì, bạn thoa lên da. Chúng ta mới sử dụng thì chúng ta không nên là mình sử dụng một cái lượng quá nhiều, thì như vậy nó sẽ rất là dễ gây kích ứng khi mà da mình nó chưa kịp làm quen với hoạt chất này. Cái lưu ý thứ hai nữa là trước khi bạn đưa lên toàn bộ cái khuôn mặt của mình á, thì bạn phải test trước một cái vùng da, chẳng hạn như là bạn thoa Restinol ở cái phần vai hàm đây, để mình xem thử là cái Restinol này nó có kích ứng nhiều trên da mình hay không, và lúc đó bạn mới thoa toàn mặt, thì như vậy nó sẽ an toàn cho da bạn hơn. Một cái lưu ý thứ ba đó là ban đầu bạn mới sử dụng á, thì bạn nên chọn những cái loại mà có nồng độ thấp trước, bởi vì Duyên thấy có rất là nhiều người á, là mình mong muốn rằng là mình chọn cái nồng độ cao, và mình nghĩ rằng là khi mình chọn cái nồng độ cao á, thì cái hiệu quả nó sẽ mang lại nhanh. Cái điều này nó sẽ đúng, nhưng nó sẽ đúng với những làn da khỏe, còn với những bạn mà chưa biết là cái da mình nó có hợp hay không á, thì mình nên bắt đầu chọn những cái nồng độ thấp trước. Cái việc mà chăm sóc da hoặc dưỡng da, chúng ta phải xác định là chúng ta dưỡng năm này qua năm nọ, cho nên là vì cái tính an toàn của làn da mà chị em hãy sử dụng ở những cái nồng độ thấp trước, để thứ nhất da mình nó làm quen, và sau khi mà da mình quen rồi thì chị em có thể tăng cái nồng độ lên, ví dụ ban đầu là 0.5 rồi tăng lên là 1 chấm, mình tăng lên dần dần như vậy thì da mình nó không có bị những cái vấn đề về đẩy mụn quá mạnh, hoặc là bị kích ứng quá mạnh, hoặc là nổi những cái mẩn lên trên da, thì như vậy nó sẽ không tốt cho da của mình. Một cái lưu ý nữa đó là cái tần suất sử dụng trong tuần, thì đối với những người mới bắt đầu á, thì tuần đầu tiên á, thì bạn chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 lần, và sau tuần thứ 2 thì bạn có thể tăng lên là 3 lần hoặc 4 lần tùy theo cái làn da của bạn chịu được hay không. Nhưng mà tuần thứ nhất, tuần thứ 2 bạn sử dụng thì ở những cái tần suất thấp thôi, tức là một tuần mình sử dụng và 2 đêm thôi, hoặc là 1 đêm thôi, rồi mình cảm nhận xem thử là cái da mình nó có thích nghi hay không. Và lúc này qua những tuần sau á, thì bạn mới sử dụng dày hơn. Và như bây giờ Mỹ Duyên đây, Mỹ Duyên dùng hàng đêm với Restinol mà da không có vấn đề gì hết. Và cái điều này nó sẽ đến với những người đã quen với cái hoạt chất này rồi ha. Cho nên mới sử dụng thì bạn cũng không nên vội để mà mình tấn công quá vào da, thì có khả năng làm cho da mình bị kích ứng quá mạnh, thì nó sẽ làm cho hàng rào bảo vệ da mình nó bị suy yếu nè, nó dễ kích ứng nè, nó nổi mụn kích ứng, thì lúc này nó không có tốt cho làn da của mình. Một cái lưu ý nữa, khi mà mới bắt đầu sử dụng Restinol thì thường á, là bạn sử dụng vào tầm sau 2-3 ngày da của mình nó có thể đỏ hai bên gò má, một số khác thì nó sẽ bị rát, một số khác nữa là nó bong da nhiều. Vì vậy cho nên là với những cái phản ứng mà bạn thấy rằng là nó không quá khó chịu cho mình á, bạn nhìn bạn thấy những cái phản ứng đó nó là bình thường khi mà bạn vô Restinol. Ví dụ như da Mỹ Duyên trước đây á, khi mà Mỹ Duyên mới bắt đầu sử dụng á, thì Duyên thấy rằng là vào buổi trưa sau khoảng 2-3 ngày sau khi sử dụng, buổi trưa thì da cảm thấy nó nóng nóng hai bên gò má, nó đỏ 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 hồng hồng lên. Nhưng mà sau một tuần bắt đầu cái cảm giác đó nó giảm giảm giảm. Cho nên là tùy theo cái da, có thể là Mỹ Duyên sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của Mỹ Duyên đã sử dụng. Nhưng mà khi sử dụng trên da của bạn thì bạn phải điều chỉnh làm sao nó phù hợp với da mình, thì như vậy nó mới an toàn cho da của mình. Một cái lưu ý nữa cho những người mới bắt đầu á, đó là khi mà bạn gặp cái phản ứng quá mạnh, tức là bạn bôi lên da bạn quá rát, hoặc là nó nóng quá, hoặc là nó châm chích quá mức mà bạn không chịu được, một số khác thì nó bong quá nhiều đi, tức là cái lớp sừng ở trên da bạn lâu ngày bạn không tẩy da chết á, thì lúc này bạn hãy cấp ẩm, hoặc là nếu mà tình trạng tệ hơn thì bạn có thể tìm đến những cái tư vấn hỗ trợ cho bạn trong cái thời điểm mà nó kích ứng quá, hoặc là bạn ngưng, hoặc là bạn đi nhờ những cái tư vấn ở những cái nơi mà bạn mua, thì họ sẽ có cái kiến thức, có cái kinh nghiệm để họ giúp cho bạn vượt qua cái giai đoạn này một cách êm đẹp hơn nhé. Và một cái điều nữa đó là Retinol nó sẽ thẩm thấu tốt hơn trên một làn da ẩm. Nhưng mà với những người mà mới bắt đầu á, thì bạn nên rửa mặt xong để da khô thoáng bình thường, rồi sau đó bạn hãy thoa Retinol, thì như vậy nó sẽ giảm cái hiệu quả sử dụng Retinol. Tuy nhiên nó sẽ phù hợp với những người mới bắt đầu, thứ nhất là giảm những cái kích ứng cho mình. Vì vậy cho nên là bản thân Mỹ Duyên đây, khi mà Mỹ Duyên mới bắt đầu sử dụng thì Duyên thường rửa mặt buổi tối xong, Duyên để da mình tự khô lại, tức là cái độ ẩm tự nhiên của da nó bình phục lại, rồi sau đó Duyên dùng nước cân bằng xong Duyên để da mình nó khô ráo, xong sau đó mình mới sử dụng Retinol. Và với cái cách này thì Mỹ Duyên đã hướng dẫn cho rất là nhiều khách hàng của mình bôi thoa để giảm những cái kích ứng khi sử dụng Retinol. Vì vậy cho nên Duyên hy vọng rằng
rằng là bạn cũng nên áp dụng những cái cách mà Duyên vừa chia sẻ. Thứ nhất là để giảm những kích ứng cho mình. Cái mục đích mà Duyên làm những video này á, Duyên chia sẻ cho mọi người. Ở đây Duyên không bán bất kỳ một cái sản phẩm nào cả. Duyên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc da, và khi mà Duyên tìm hiểu đến những cái hoạt chất này, Duyên dùng như thấy hiệu quả. Quá trình mà mình dùng trên cá nhân của mình và mình hướng dẫn cho chính khách hàng của mình mà mình thấy cái điều đó nó hiệu quả thì Duyên chia sẻ cho mọi người. Duyên cũng mong muốn rằng là sẽ giúp cho mọi người sử dụng đúng để giảm những cái kích ứng, để cho nó an toàn cho làn da của các bạn. Một cái lưu ý tiếp theo nữa là các bạn nên cấp ẩm cho da nếu mà da của bạn bong quá nhiều. Bởi vì Duyên thấy rằng là nhiều bạn á, là khi mà sử dụng hoạt chất này á, nó bong mà gọi là ở dưới phần cằm này nó bong rất là nhiều lớp sừng ra. Và để giảm bớt cái tình trạng bong như này á, thì bạn nên cấp ẩm cho da để da mình nó giảm bớt cái độ bong da. Bởi vì là nếu mà da mình để nó bong quá nhiều như vậy á, thì trong một thời gian ngắn á, nó sẽ làm da bạn bị mỏng yếu, dễ bắt nắng. Vì vậy cho nên là lúc này bạn cần phải cấp ẩm tốt cho da. Và một cái lưu ý cuối cùng đó là khi sử dụng retinol thì bạn phải chống nắng kỹ. Bạn biết rằng là với các giải pháp mà nó làm bong da thì đương nhiên là nó sẽ thúc đẩy luân chuyển những cái tế bào da mới, tức là những tế bào da cũ ở trên da nó được loại bỏ và những tế bào da mới thay thế. Và cái tế bào da mới này nó sẽ yếu ớt hơn những cái tế bào nó bị bong ra. Vì vậy cho nên lúc này bạn phải cần sử dụng kem chống nắng đầy đủ ít nhất là 2 đến 3 lần một ngày. Để thứ nhất là nó sẽ bảo vệ da của mình an toàn trước tia tử ngoại. Bạn cũng biết rằng là tia UV là một trong những cái tia mà nó gây ra các cái vấn đề về lão hóa sớm, về nám chân sâu, nám mảng, rất là nhiều những cái vấn đề do tia UV mang lại. Cho nên cái việc mà chúng ta vừa sử dụng những cái hoạt chất mà mang lại cái hiệu quả cao như này thì bạn phải lưu ý rằng là mình phải sử dụng kem chống nắng đầy đủ. Chỉ khi nào mình hiểu và mình sử dụng đầy đủ thì da mình nó mới không bị sạm. Và Duyên rất mong rằng là chị em chúng ta sử dụng một cái sản phẩm nào đó, thứ nhất đạt hiệu quả cao, thứ hai nữa là nó giảm thiểu những cái kích ứng ban đầu khi mà chúng ta sử dụng. Và đây là lý do mà Duyên có cái kênh này, để Duyên chia sẻ đến tất cả chị em phụ nữ. Vì vậy cho nên bạn nào đang có những cái thắc mắc gì liên quan đến da, bạn có thể đặt những cái câu hỏi bên dưới, Mỹ Duyên sẽ trả lời từng cái comment, từng cái bình luận của các bạn. Và trong cái chuỗi video sau, Mỹ Duyên sẽ có rất là nhiều những cái chia sẻ liên quan đến vấn đề về chăm sóc da tại nhà, cách chọn sản phẩm như thế nào, ăn uống như thế nào để giúp cho da mình trẻ đẹp hơn, thì hy vọng rằng là sẽ mang lại nhiều những cái lợi ích, những cái giá trị cho các bạn để giúp cho chị em phụ nữ chúng ta ngày càng trẻ đẹp và tự tin hơn. Bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sau của Mỹ Duyên nha. Duy xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.